Giờ mình sẽ giải thích cho các bạn ngữ pháp ao tu tề đà, ao tu kiểm sanh thà, với lại ưu nhân ảnh tề đà. Chắc có lẽ có bạn đã nghe qua ngữ pháp này rồi đúng không? Ao tu kiểm sanh thà với lại ao tu tề đà nó bằng nhau. Là khi mà được sử dụng khi nào đây? Khi mà sử dụng khi mà mình đồng ý một cái việc nào đó, mình đồng ý cho ai đó làm một việc đó, hay tôi tề tà, hoặc là mình có thể dịch ra tiếng Việt là có thể làm cái việc gì đó, hoặc là làm cái gì đó là được ha. Còn ư miên ảnh tề tà này là mình sử dụng khi mà mình cấm ai đó làm một cái việc gì đó. Em biết rồi. Cấm ai đó làm kinh trì nha. Ư miên ảnh tề tà là mình dùng trong cái trường hợp cấm ai đó làm gì đó kinh trì. Bây giờ các bạn thử nha. Các bạn thử nói cho mình coi ca tàu mình xuyên thế nào, lấy cái động từ tự đơn giản nhất nè. Khá tàu khá tu khèn sa nào khá tu khèn sa nào khá tu khèn sa nào đi, có thể đi, hoặc là khá tu tèo, hoặc là mình nói có thể ăn một tà đi. Mogoto tèo, hoặc là mogoto khèn sa nào có thể ăn. Bây giờ các bạn thử nói có thể xem. Bạn có thể xem đi cũng được, mà có thể mình, tại vì á đây là cái câu mình đồng ý cho ai làm một cái việc đó, có thể dịch là đi cũng được hoặc là có thể đi, mình có hai cách dịch này. Rồi có thể xem, xem cũng được, xem cũng được. Tha tu khèn sa này, phu tà tha tu khèn sa này, xem cũng được. Sư tà anh dùng cũng được, anh dùng được. Sô tố sô tà, chứ sư tà mình phải cộng với ơ thì là gì đây? Sô tố khèn sa này không? Sô tố khèn sa này không? Rồi bây giờ mình nói câu dài hơn nha. Nhưng mà trước khi vào câu dài mình thử chi cái động từ bằng tắt nhân được tà đi. Chúng ta sẽ chi thế nào? Có thể nghe được, anh nghe cũng được. Sư rơ tố khèn sa này không? Sư rơ tố khèn sa này, anh có thể nghe đó. Rồi bây giờ mình qua cái từ ryu bắt chim mở nè, dơ đi tà. Anh có thể mở cửa ra, đồng ý cho người đó mở cửa là gì, chi thế nào đây ạ? Nhớ đồ tú thèn cha này không? Các bạn, tại vì á, cái ngữ pháp này là mình sử dụng khi mà mình đồng ý cho ai làm một cái vị đó, đồng ý cho ai làm việc đó, còn cấm ai làm việc đó là ưu miên ảnh tiền vào. Mình hiểu cấm như là cái là đồng ý ha, có thể làm vậy hoặc là làm vậy là được. Rồi tiếp theo bây giờ mình nói câu dài hơn nha. Trong bây giờ trong tình huống là suộc chi gan nè sa cho nữ sa dương hai suy nền chi ai có sức khỏe không, trong cái tình huống như thế này nha. Bây giờ các bạn thử nói xem, trong lúc thi tôi có thể sử dụng từ điển không? Nói như vậy, tôi dùng từ điển có được không? Chiêm chi hôn hà nhân nghĩa sa chờ hà chờ nới sa yong khe tú kiểm tra này không, hoặc là về không, tôi có thể sử dụng từ điển không, hoặc là tôi dùng từ điển có được không? Bây giờ mình trả lời không nè. Bây giờ không là trong cái trường hợp cấm như ảnh tiền tài nha, không được sử dụng từ điển. Sao tròn đấy sao dùng ham nhân ảnh tiền không, đúng rồi, sao dùng ham nhân ảnh tiền không được dùng từ điển, không được dùng từ điển, mình cấm mà. Rồi bây giờ trong xe bus đi nha, bus sư ảnh này sao bạn bị bạn bị say phát ngôn buồn nôn là gì? Mình say xe á, hơi mì có na tà đúng không?
bị buồn nôn. Tôi khó chịu, say xe, có thể mở cửa sổ được không? Tôi có thể mở cửa sổ đó được không? Thì chúng ta nói là Nè, bây giờ mình trả lời nè thì mình nói thế nào đây? Ừ, đồng ý nè. Ừ, anh có thể mở cửa ra, mở cửa sổ ra. Nè, chăng buồn nữa. Chăng buồn nữa, như thế nào đây ạ? Đồng ý mà. Hơi đặt phải tên sao dòng hà nên mua vào béo. Chào tất cả mẹ. Bẹp hoa cho mẹ sao ổ xứ cổ lắc rồi. 한번 입어 보고 싶어요. À, bây giờ cái người khách hàng này mới hỏi là tôi có thể mặc thử cái áo này không, thì chúng ta hỏi đổi như thế nào? 입어 보다 là mặc thử nha. 입어 보다 là mặc thử, mình cộng với 아토 thì là 입어봐도 괜찮아요. 아, 입어봐도 괜찮아요. Bây giờ cái nhân viên mới nói là tất nhiên rồi. Muốn làm gì ta? Hãy mặc thử đi. Khách hàng hãy mặc thử. 입어보세요. 입어보세요. Cái phòng thay đồ là gì đây? Phòng thay đồ. Chết rồi. Câu này có nghĩa là gì? Công viên chân đi bạc là chân đi bạc là gì? Sân cỏ. Công viên chân đi bạc này sao? Chân đi bạc à này sao? Sao nam từ đi xa chín đấy chỉ có ít sợ. Bây giờ cái ông bảo vệ là gì đây? Chống đi quan là ông bảo vệ nhá. Bảo vệ nó nói là không được đi vào sân cỏ. Chẳng gì mà đưa cà miệng cà nhón không được cấm à cà nhón là gì nữa ăn đều thì dù à chăm thì bà thế thì đưa cà miệng ăn đều chăm thì bà thế thì đưa cà miệng đều và đó là không được chụp ảnh trên sân cỏ. Nói là không được chụp ảnh chăm thì bà thế sợ nên xa chỉ nên đúng rồi xa chỉ nên chỉ gửi miễn ăn đều ăn đều không gió là gì đây đi không gió thả làm xe tả thả làm xe tả không gió thả làm xe tả. Ôi tôi muốn đi không gió, tôi có thể đi ra ngoài được không? Đi ra ngoài dùng động từ nakata nha. Nói lại thành câu hen. Tôi muốn mình bây giờ mình giới thiệu tình huống là tôi muốn đi ra ngoài không gió. Tôi có thể ra ngoài không? Tôi muốn đi không gió. Bakke nakato kenchanayo. Haram jom seigo sipunde. Haram jom seigo sipunde. Bakke nakato kenchanayo. Hoặc là bakke nakato deyo. Bây giờ cái anh này á, ảnh chưa có lành vết thương ở cái chân đi, chân ảnh chưa lành vết thương vì anh chưa chân của anh vẫn chưa khỏi
Cho nên không được đi ra ngoài. Chúng ta nói thế nào đây? Hari ga Ajik Natsi Anaso Natsi Anaso Takke Đúng rồi, Nagamyeon An Demida Demida Đúng rồi. Ok, thì đó là cái ngữ pháp đồng ý và cấm ha. Ok, rồi bây giờ mình qua cái phần ví dụ trong sách. Không công chăng sổ, tức là cung chi xa hả? Không công chăng sổ là ở đâu đây? Không công chăng sổ nơi công cộng. Ừ, nơi công cộng. Rồi, cung chi xa là người gì đây? Cung chi là đây những cái điều cấm. Cấm. Điều cấm. Rồi bây giờ câu đầu tiên. Câu đầu tiên các bạn thấy thắng mu thắng mu cần thắng mu cần thắng mu cần là đâu đây ạ? Không gì đó chính là không chính là không 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 chỗ sâu căn ở viện thư viện thư viện ở mạc hè ở mạc hè cuối hành nhẹ 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 ở Nè, các bạn có thể nhìn hình vẽ bên trang 167 nha. Đồ sơ cơ nè. Đồ sơ cơ nè sơ. Khá bằng nè. Khá chì vô. Yêu làm chì lấy khá bằng nè. Khá bằng nè. Khi ra cầm nè, ăn tiền đúng rồi, không được á. Mang cái bìa vào trong. Rồi trong đâu đây? Phòng đọc đúng không? Dạ làm xin là phòng đọc. Rồi câu số 3, một điều ha. Điều cái này là ở trong nhà hát hả cô? Ừ. Một chứ. Điều Hoa xe Hoa huế Ở mạc khuê. Ở mạc khuê. Ở mạc khuê. Ở mạc khuê nè. Ở mạc khuê nè. Anh đều. Agiru thể điều cô. Hàm nhớ. Anh đều. Như là cấm em. Không được dắt em bé vào trong buổi nhà hát. Rồi tiếp theo Su Yong Chang mời thân. Su Yong Chang là sao? Su Yong hay kê. Su Yong mùi trà rừng. Anh Su Yong. Anh đều. Không đội mũ là không được đúng không? Không đội mũ. Mưa là không đội mũ là không được. Mũ gì? Mũ mưa là không được. Mưa nó. Rồi tiếp theo, khi xuất xa mời bạn Thu Thủy. Alo, chị Thủy ơi. Mời Bình Minh. Chị Hạnh giỏi nít rồi. Ewan Tomu là gì đây ạ? Không được, nuôi thú. Rồi, xong. Bây giờ á, mình qua cái ngữ pháp tiếp theo. Real God. Các bạn có thể hình dung đến định ngữ trong thì tương lai. Nhưng mà ở trường hợp này, người ta sử dụng khi nào đây? Khi người ta muốn nói lên cái nhiệm vụ cần làm và được sử dụng như
bản thông báo hoặc là những cái tin nhắn chẳng hạn. Và đặc biệt không thể dùng cho người lớn, không được dùng cho người lớn nha. Giống như cái việc gì đó mình cần làm nha, mình dùng khi mình để lại cái tin nhắn hoặc là thông báo một cái việc gì đó mà mình cần làm. Nè các bạn xem, real code nó là cái gì thì cái việc sẽ làm, cái việc mà mình sẽ làm nha, cái việc mà mình cần làm, sẽ là việc cần làm. Đâu các bạn xem câu đầu tiên coi, 7월 20일 오전 10시부터 오후 2시까지 기숙사 전체를 소독할 겁니다. Câu này có nghĩa là gì đây? Ngày 20 tháng 7 đến chiều 2 giờ sẽ làm gì đây? Toàn bộ như tất cả những cái ký túc xá, toàn bộ các ký túc xá. Vậy thì hai cái cột này mình sẽ chia thành real cột để mình thông báo cái tin này, mình chia như thế nào? Số tốt hai cột, số tốt hai cột nha. Rồi có tiếp theo, mình mời bạn Nhân Bình. 어선 모두 옷장에 넣으십시오. 자, 그래 해. 어선 모두 옷장에 넣으십시오. Mình muốn thông báo lại cái việc này mà mình viết lại trong cái bản thông báo đó. Bây giờ mình viết như thế nào? 어선 모두 옷장에 넣으십시오. Cái việc nào mình phải để, cái việc mà mình cần làm là làm việc gì đây? Nồi cọt. Bỏ quần áo vào trong tủ quần áo. Ổ xứng mô tu ổ trang ế nồi cọt là mình để những cái, bỏ những cái bộ quần áo vào trong tủ quần áo. Rồi đó là việc cần làm. Rồi việc tiếp theo mời anh Thanh. Gì tiếp theo đây? 방과 부엌의 음식물을 두지 말 것. Người ta yêu cầu mình đừng có bỏ những cái thức ăn vào thức ăn bỏ đi luôn. Rác thực ẩm thực. Tu chi mải cọt. Tại vì tu chi mải tà là từ nguyên thẳng đó. Thì mình chi là tu chi mải. Mải thay chữ R mình có thể rút gọn lại thành chữ mải cọt nha. Và tiếp theo mời bạn Đều. Ủa đâu có Đều. Rồi mời chị Hanh. Ông xếp mưa rồi. 모두 냉장고에 보관하십시오. 음식물을 모두 냉장고에 보관할 것이다. 할 것. 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 Thức ăn mình bỏ đi, rác thức ăn, tất cả rác thức ăn mình bảo quản ở đâu? Bảo quản trong tủ lạnh. Cái việc cần làm là mình sẽ bảo quản ông sực mua đâu phải rác thức ăn. thức ăn chứ phải rác thức ăn đâu. Cái câu trên thì là bỏ đi thì mới là cái đồ ở trên là gọi là rác thức ăn.
Cỏ dưới là thức ăn. Dạ, thức ăn tất cả và để vào trong cái tủ lạnh để bảo quản. Rồi. Bảo quản ở trong cái tủ lạnh. Rồi tiếp theo mời bạn Thạnh nhé. Sasalina, Sasahue, Amukoto, Tuchima, Sikyo. Sasalina, Sasahue, Amukoto, Tuchima, Sikyo. Ừ, Tuchima, có. À, có nghĩa là gì đây ạ? Chắc sao nghĩ nó thắt chặt. Có nghĩa là ở cái bàn học và ở trên những cái bàn đấy thì không được để bất cứ cái gì. Ừ, không được để bất cứ cái gì trên bàn học hoặc là cái bàn. Rồi, tiếp theo, mời bạn Bình. Thưa đó, cái cột chúng này. Sau tốc hành thì hành tạo nè, sau khi khử trùng. Sau bốn tiếng khử trùng thì có thể đi vào phòng được. 3 tiếng thì sẽ chỉ là đi sau 3 tiếng khử trùng thì có thể đi vào phòng được. Sau 3 tiếng thì có thể đi vào phòng được. Vào trong phòng. Rồi, nó là những cái phần mà mình cần ghi lại bản thông báo, mình viết ngắn gọn, để lại tin nhắn hoặc là ghi lại bản thông báo thì mình dùng cái ngữ pháp này. Rồi bây giờ mình qua ngữ pháp ASOS nha. ASOS. Đây là quá khứ đã hoàn thành. Mình dùng cái ngữ pháp này như thế nào đây? Đây. À, có một hai cái này. Ốt sốt. Mình ghi lại cho ha. Á sốt tà. Còn nguyên âm ngoài A và O ra thì mình cộng với ốt sốt tà. Ngữ pháp này mình sử dụng nói như thế này nè. Cái việc nào đó đã xảy ra trong quá khứ và hiện tại là không còn xảy ra nữa. Cái việc nào đó nó đã xảy ra trong quá khứ và nó đã hoàn thành trong quá khứ rồi, hiện tại là không còn xảy ra nữa. Nó từng xảy ra trong quá khứ rồi. Các bạn xem câu này nha. Nên 10년 전에는 담배를 피우지 않았었는데 요즘은 담배를 많이 피웁니다. Cái trường hợp này người ta có giải thích ở trên tình huống như thế nào, các bạn xem ở câu trên nha. 여름에 생활 습관은 어떻습니까? 허구행 sinh hoạt của các bạn là như thế nào đây ạ? 옛날과 비교해서 어떻게 달라졌습니까? So sánh với xưa của cậu thế nào? Thì thấy khác nhau, thay đổi như thế nào? Đã thay đổi như thế nào? Quê mô ca phật kia suy nghĩ các diện mạo đã bị thay đổi không? Có bà quy tà có được bà quy tà câu bị động và cu tà nha. Diện mạo đã được thay đổi có được thay đổi không? Bà kia suy nghĩ các xong trò kia phải là cho sự nghiệp có khác nhau, có khác trở nên khác không? Hiện nay đây, 여러분과 지금의 자신을 비교할 때는 어떻게 말할까요? Khi mà mình so sánh hiện tại bản thân của mình, so sánh cái bản thân của mình hiện tại và ngày xưa của mình, so sánh biểu hiện như thế nào? Bản thân mình với lại ngày trước đây thì bạn thấy có nhiều là khác nhau thế nào đấy, so sánh trước đây với lại hiện tại mình sẽ làm nha. Em tưởng là phải biểu hiện như thế nào thì nó phải nói như thế nào. Rồi. Tất cả mọi người, mình sẽ nói như thế nào khi so sánh trước đây với lại hiện tại thì mình nói như thế nào? Những câu này người ta nói là nên trước đây 10 năm thì tôi đã hút thuốc lá và cái tình trạng hút thuốc lá này là không còn xảy ra nữa. Đã không hút thuốc trước đây là không hút thuốc lá đúng không ạ? Còn hiện tại thì đã khác rồi.
vô chờ mến thăm bè rế mà anh yêu thương người ta. Dạo này thì tôi hút thuốc lá, cái hành động không hút thuốc lá nó không còn diễn ra nữa mà nó chuyển qua là hút thuốc lá. Rồi bây giờ các bạn xem câu dưới nha. Mày khởi câu đầu tiên. Câu đầu tiên mình mời bạn Thu Thủy. Thu Thủy nó được chưa ạ? Rồi ok Thu Thủy nha. Câu đầu tiên nó có câu ví dụ dưới rồi. Là nên xin nhân cho nè. Câu dưới luôn. Câu dưới luôn. Michael 지금 한국에 있는 회사에 다닙니다. 5년 전에는 미국에서 살았었는데 살았었는데 지금은 한국에서 삽니다. Michael 지 bây giờ đang đi làm ở công ty ở Hàn Quốc đúng không ạ? Và trước dưới đây là ủa nhân trò này nên trước đây 5 năm thì cậu ấy đã sống ở Mỹ. Cái việc sống ở Mỹ là không còn diễn ra nữa, nó đã hoàn thành rồi. Và bây giờ thì sống ở Hàn Quốc. Như quốc thì sao xa đó xong lần đây chỉ gom Hàn Quốc thì gió phạm gì ta. Cái hành động nó đã kết thúc rồi nha. Rồi tiếp theo máy cười rồi phải không? Bây giờ vô chim mời anh Thanh. Yêu chi nên chờ đón chờ né. Như là trước kết hôn thì Yu-Chin uống rất là nhiều rượu, uống rượu rất là nhiều, cái hành động đã kết thúc rồi. Còn bây giờ sau khi kết hôn thì như thế nào? Hầu như là không uống nữa. Ok, cái John Sư, John Sư mời bạn Thành nhé. John Sư sắp lên tê chi thế nào đây? Khe ư đư hẳn khe ư rớt sắp lên tê ư lớt sắp lên tê khe ư lớt sắp lên tê chi chịch cho nế ư lớt sắp lên tê nhớ chứ mà ư chi đôn hẳn nida. Còn mình nói đã trở nên siêng năng thì nói như thế nào đây? Nói trở nên siêng năng thì là chi đơn he chất sinh gì đó. Đúng rồi, trước đây, trước lúc trước khi đi làm thì lười biếng lắm mà. Rất là lười biếng, trong sự rất là lười. Dạo này thì đã trở nên chăm chỉ siêng năng. Thưa đi sửa, mời bạn mà bạn đều ai vậy cô chung hát sang đây lắm nay xong trò kỳ sơ ít sớt mình đây nay xong trò y có trò kỳ ít sớt mình đây chi cơ mớ chi cơ mớ hai ba hiểu hiểu ok vậy là gì đây thưa đi sư chẳng hiểu đăng ký là học sinh cấp 3. Tính tình là lấy xong trò gì đây? Nội tâm. Nhưng bây giờ thì rất là hạt bát. Chú hỏi bạn hay sao? Hay bạn hay cho sao? Đến đây hạt bát đi. Đó là hạt bát. Còn bây giờ mình qua trang tiếp theo nha. Nếu thật cũng sao mình. Ở đây đâu mình coi coi người ta giải thích tình huống này như thế nào đây. Tình huống này đọc cho Trang nha anh Thanh. Dạ. Ở đây là 지금은 비교해 보면 잘한 것이 많이 있지요. 자신이 예나 성적을 옛날과 비교해 보면 현재와는 다른 것을 많이 느낄 겁니다. 이처럼 개인적인
개인적인 것뿐만 아니라 시간이 흐르면서 한 사회의 문화나 관습이 변하기도 합니다. 이렇게 오래전 관습이나 사건, 사실 등을 현대와 비교해서 어떻게 말할까요? 네, 이런 문제냐? 여러분이 어렸을 때와 지금을 비교해보면 표현한 것이 많이 있죠? các bạn so sánh ở hiện ngày xưa và hiện tại, nếu mà so sánh nó hiện tại thì sẽ có nhiều cái điểm, có nhiều cái thay đổi. Thay đổi mà, có nhiều cái thay đổi thôi mà. 자신의 외모나 성격을 옛날과 비교해보면 현재와는 다르다는 것을 많이 느낄 겁니다. Nếu mà so sánh ngày xưa, tính cách ngày xưa ngoài ngày xưa và cảm nhận được nhiều cái thay đổi với hiện tại. Cảm thấy khác với hiện tại, có nhiều điểm khác với hiện tại. Ít처럼 개인적인 것뿐만 아니라, không những tính cá nhân, nó có hai cái nghĩa đối lập nhau, mình có thể là nhưng mà chỉ cho đó giống như ở cái phần như trên đó thì không những thay đổi những cái riêng tư những cái cá nhân mà nó còn thay đổi gì cái gì nữa đây, văn tục, phong tục tập quán hoặc là văn hóa của xã hội. Theo thời gian thì nó không những thay đổi phong tục tập hóa hoặc là văn hóa xã hội mà nó còn thay đổi về những cái theo thời gian thì nó thay đổi nhiều về... không thay đổi là không chỉ thay đổi bản thân cá nhân mà xã hội thay đổi và thay đổi tập quán văn hóa của xã hội. Như thế này, như là theo thời gian không những nó thay đổi những cái riêng biệt của mình, những cái cá nhân của mình mà nó còn thay đổi cả phong tục tập quán và văn hóa xã hội nữa ha. Ok. 이렇게 오래전에 관습이나 사건, 사신 등을 현재와 비교해서 어떻게 말할까요? Sẽ nói xem so với hiện tại thực tế nè, hiện tại với những cái sự thật, sự kiện hoặc là thói quen trước đây của chúng ta thì chúng ta nói như thế nào? Rồi bây giờ chúng ta sử dụng cái ngữ pháp ác ớt nè. 옛날 여자들은 바지를 안 입었었는데 요즘은 여자들도 바지를 많이 입습니다. Này, nó nói về sự so sánh nè, sự thay đổi. Thay đổi gì này? Chắc này là thay đổi về cái cách ăn mặc đây. Ngày xưa thì phụ nữ người ta mặc quần, không có mặc quần mặc quần tây đi, không mặc quần tây chứ không mặc quần tây nhưng mà dạo này thì những người phụ nữ này mặc quần tây rất là nhiều, mặc nhiều quần tây. Đây là nói về sự thay đổi phong tục ăn mặc, cách ăn mặc theo thời gian. Ok, mặc quần thì mặc áo. Người ta sau đó có mặc quần, người ta mặc hanbok nè.
Hâm mộ đâu có mặc quần đâu. Rồi, ok. Các bạn xem. 다음은 한국의 연말과 요즘의 문화 습관을 비교한 표입니다. Đây là các bạn gì đây? Các bạn so sánh phong tục. Văn hóa bây giờ với ngày xưa của người Hàn Quốc. So sánh phong tục quán văn hóa bây giờ với ngày xưa của Hàn Quốc. Rồi, 다음을 보고 hãy xem nội dung sau đây, phải không? Át, ốt, sốt, xứ. Sao dòng hình sau sử dụng cái ngữ pháp át, ốt nè. Sốt nè. Rồi mình dịch này quá. Dù chưa mới thì chỗ theo một chút chờ. Và hãy so sánh hiện tại với ngày xưa. Bây giờ xem. Dù ra từ đế ốt. Ngày xưa là mặc như thế nào? Giờ ra từ đơn. Hiện nay các bạn cùng nói với mình đi ha. Bây giờ cùng nói đi ha. Hiện nay giờ ra từ đơn. Kiều cố Ua Han Chi Mà Rê Y Bơ Sơn Lần Đê. Y Bơ Sơn Lần Đê. Dù chưa mến Hay Tôn Chò Kỳ Cố Hành Tôn Chò Kỳ Cố Khi hành mà chỉ mà ní gì vậy à? Rồi chúng ta cùng dịch luôn. Ngày xưa thì những ai tay dẫn những cái người phụ nữ ngày xưa thì họ mặc váy nè, mặc váy áo tay dài cũng hay là nhã nhặn qua hay là nhã nhặn gì đó rất là điềm đạm ha. Và dài, váy dài và nhìn rất là nhã nhặn. Còn bây giờ, phụ nữ bây giờ thì người ta mặc dù chung dễ thân thì rất mặc quần thoải mái. Khi nào là chỉ rất mặc gì ta? Mặc quần thoải mái các bạn. Để hoạt động để mang tính để hoạt động đi ha. Để hoạt động hai tôn trọng. Ôi ột là nói chung là trang phục rồi cô. Ột là quần áo luôn, trang phục luôn. Ột là cả quần cả áo luôn á nha. Sao người mới là đồ trang phục. Thấy thì về thôi, như là phong cách ăn mặc thì họ hay nói là ột cha đêm hay ột gì đấy. Ột cha đêm, ột cha đêm thì nghĩa ột đêm, trang phục chung là cả áo quần rồi. Dạ đúng rồi, ột đây là cả áo cả quần luôn. Ok, bây giờ mình tới thay từ chuẩn bị. Chuẩn bị là chi phí đi hẹn hò mà dắt bạn gái đi chơi thì đàn ông phải trả tiền. Thay từ chuẩn bị. Rồi bây giờ các bạn nói nha. Hiện nay thay từ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nên sớt lần đây. Câu này sao kì vậy? Thay thử hai tê. Nhân à, thay thử hai tê nên nam gia tử lý tổ nữ thả nê sớt lần đề. Nê sớt lần đề nha. Không phải chỉ nê sớt lần đề mà. Nê sớt lần đề. Nê sớt lần đề nha. Chứ vậy nê. Không phải nê. Nê em ăn à. Nê. Không phải đâu. Bạn đọc chữ loại trừ là gì? Beta thì mình phải chia là beta. Đúng không?
nó cũng phức tạp. Nó ghép lại ơ với chữ e thì nó cực nó chỉ có ơ. Tóm là chữ e luôn. Rồi con này nói lại nha. Thì thứ hai T nè, mình nói là khi mà đi hẹn hò thì đàn ông họ trả tiền. Nhưng mà bây giờ thì mỗi người mỗi trả không ạ? Thắt cha chê xanh không gì đã. Nghe tôi kiểu Mỹ mà. Phải không? Kiểu Mỹ cũng vậy luôn hả? Nghe nói không biết. Ở Việt Nam đây cũng vậy đó. Tự trả luôn. Tự trả luôn á. Ờ vậy. Đi chơi cũng đòi tự trả không? Ngay gì đây là làm gọi là Campuchia. Vậy nó vui á, vậy nó thoải mái nữa. Mình không có phải giống như là ấy này gì đâu. Và ấy này chơi như thế là thoải mái hơn. Đúng rồi. Hồi đó đi chơi toàn bạn trai trả tiền không, chứ mình thấy mình nhu nhược sao á. Ồ kỳ lắm, cái chia tay chứ hết thì kỳ. Tấm mình lực kìa lực kìa. Hồi xưa chia tay đâu có đồ quà, bây giờ nó đòi lại hết rồi cô ơi. Dám đâu, ngày xưa mình chia tay bạn trai là tại vì chảy lễ cái vụ tiền á, ghét chia tay. Ồ. Chị em không đòi quà. Tự nhiên cái dắt mình đi chơi, cái tự nhiên bữa đó ngồi nói về với em bữa giờ anh sẵn mười mấy triệu rồi ô hả nghe hết muốn yên nữa buồn buồn chia tay rồi tiếp theo chia bé thường thèn hình thái nhà hình thái căn nhà của mình ngày xưa em ra đi chia bé thường thèn lên chia bé thường thèn lên thành tốt chưa thế thế Sara sao nhìn đây chị gờ mến Sara sao nhìn đây chị gờ mến à phát thế mà ni mà ni sao này ok rồi ngày xưa gia đình của mình thần thái của gia đình của mình là như thế nào thế ca trục là đại gia đình còn hát ca trục là gia đình hai thế hệ cha con em la đi em nay ca chuột kế hơn thế nên ca chuột y gì đây y sốt y sốt so thành chất sốt y sốt y ó sốt lần đây y ó sốt lần đây tại vì ca chuột y ta ca chuột có bắt chim nha ta ca chuột y ó sốt lần đây chỉ gồm hết ca chuột y hết ca chuột y hết ca chuột y thôi cả bắt chim thì không được cái tắt luôn à. Khi nào có bắt chim không được biết tắt. Ở ngoài cái bài tắt mà là không có chim mới là giớt. Giớt tà. Còn có bắt chim là y ớt tà nha. Danh từ có bắt chim không bắt chim. Ok. Khó không được. Khó việc hả? Dạ. Em học hoài rồi bấm lộn hoài. Ví dụ như tôi đã là giáo viên đi. Tôi đã là giáo viên sinh thanh niên. Sinh thanh niên y ớt tà. Y ớt tà. Tôi đã là bác sĩ đi. Y ớt tà. Uisa, 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 nhưng ta ở đây không dùng cái ớt ra mà mình chỉ nữa chứ. À, cái nào cũng được hết nhưng mà nếu mà sân sinh niên y ớt sốt sư nhân nếu mà mình dùng y ớt sốt tà thì nó đã chấm dứt luôn, nó không còn diễn ra nữa. Hiện tại không diễn ra nữa. Còn sân sinh niên y ớt sời ơ là hiện tại mình có cũng có thể là diễn ra. Ví dụ như các bạn có cái từ nói cái này cho câu ví dụ cho các bạn ha. Tôi đã là giáo viên nhưng không phải còn tôi đã từng là giáo viên, nó giống như là tôi đã từng là giáo viên đó, thì giờ là hiện tại không còn là giáo viên. Yes, như so sánh nè, bây giờ để mình lấy câu ví dụ cái này cho các bạn xem. Nên mì vũ cái câu này đi, lần trước cũng có nói nè, mi vũ kế castle với lại na nên mi vũ kế castle, các bạn vừa xem vừa cảm nhận nha.
là nên đi với cái cà phê. Tôi đã đi Mỹ đúng không? Đi Mỹ rồi. Mà hiện tại là cũng có thể đi hay không thì mình chưa. Tôi đang ở Mỹ. Không biết. Tôi đã đi Mỹ rồi nhưng mà hiện tại có đi có ở Mỹ hay là không ở Mỹ thì tôi không biết. Ờ, nên đi với cái cà phê rồi. Tôi đã đi đến Mỹ rồi và cái việc như vậy đã hoàn tất rồi, không còn diễn ra nữa. Hiện tại là không còn ở Mỹ nữa. Ok, rồi thì các bạn xem lại cái phần này đi. Thì pháp của ngày hôm nay nó đơn giản nhưng mà phải nắm rõ. Em hỏi luôn cái này xem là như nào, tại vì hôm nay em nghỉ nên em cũng không được hiểu. Ở cái bài trang 159, cái bài về nó có cái câu câu tin nhiều các bạn, thì ở cái phần hội thoại đó của Su Chi, hội thoại thứ hai của Su Chi từ dưới lên có câu ai thư khô khô a có tin nhiều các bạn. Khô khô a có tin nhiều. Ôi cái này đấy là danh từ. Danh từ. À, nếu mà có chim thì là y cờ tình nhau. Còn danh từ không có chim thì là cờ tình nhau. Vâng. Hiểu không ta? Còn đúng rồi. Vì là thay thứ cocoa cờ tình nhau, vì là cacao giảm cân. Đây là danh từ. Nhưng mà cái này là nó cũng trực tiếp lên với danh từ được phải không? Ừ, được. Danh từ là nếu có chim thì y cờ tình nhau, không có chim là cờ tình nhau. Còn động từ cộng thì là không có thể là phải cộng danh từ nữa. Động từ cộng động từ y nữa thì cả có bắt chim không vẫn thì cộng động từ y. Ok. Vậy là bạn học đang hỏi y có y hay là không có y á hả? Vâng, thì em hỏi là cộng trực tiếp vào danh từ là được. Được không? Bởi vì là ca cao mà thì em tưởng phải có cái chất mà thì phải có cái chất suy già đấy. Ờ thì là là ca cao giảm cân mà thì em tưởng là chỉ có ca cao. Các cơ nhân tài của mình thì các cơ đúng rồi đâu, nếu mà có bắt chim thì mình cộng với y cò tình nhau, không bắt chim thì mình cộng với cò tình nhau thôi, đúng rồi nha. Danh từ ở hiện tại, danh từ mà cũng phải chia ở hiện tại và quá khứ nữa. Ở hiện tại ví dụ như mình đã có cái danh từ chingu đi, chingu chingu ita, chingu có tình nhau, vì là bạn, chingu thường á, chingu thì mình chuyển qua là chingu ita ha, là chuyển qua động từ là chingu ita, nhưng mà khi mình cộng với có tình nhau thì nó sẽ trở thành chingu có tình nhau, nó là chuyển như thế này. Còn e in là e in, giờ chuyển qua động từ là e in ita, đi có tình nhau, in ita thì mình lại chia là e in e in y cò tình nhau. Rồi các bạn thuộc ngay chỗ này cho mình đi. Cái con quá khứ đó. Quá khứ hả? Chingu à, chingu chingu yot cò tình nhau. Và e in thì là e in y ot cò tình nhau. Nãy mình có soạn cái này để mình đăng lên cho các bạn ha, xem qua rồi có gì tiếp sau mình học cũng được. Mình soạn quá trời, tải về để dành đi. Mình có soạn này đâu mất rồi kìa.
Đây, mình có soạn cái bảng này để dành cho các bạn. Cô đang đánh cho mình nhiều đấy hả? Đâu? Để ở đây luôn đi, để khi mấy bạn thì phải cho. Tại vì mỗi người biết mình mở. 42. Chia sẻ viết tiếp, soạn nãy giờ. Sọn được như đó, để rảnh rồi chứ đang sọn nữa. Cái này nó nhanh nữa không? Khó. Wow. Gì? Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy Điều? Cái gì đó. Đấy, thôi nhìn nó đẹp. Tắt micro nha.